Ba Chi sáng ra đang làm đồ ăn sáng của chú anh chị, đang nướng xúc xích với lại thịt xông khói. Mà vừa làm đồ ăn sáng vừa xem tivi, vừa xem đá banh hả mọi người. cái máu bóng đá là của những người Anh này nè, nó thấm vô máu luôn, không thể nào bỏ được cái trận đấu nào hết trơn thưa chú anh chị. What? Chỉ xem thôi nha chứ không có cá độ hả mọi người. Ba Chi mới đi cắt tóc về nè cô chú anh chị, sáng ra cũng lấy xe chạy rồi đó. In the words of a Japanese, nani? Nani, dạ. Ảnh trước khi đi cắt tóc là nó để đồ cho máy giặt rồi đó. Xong rồi đi về là vừa xong luôn. Hôm nay trời âm u hết mọi người. Chút nữa sẽ có mưa cho nên là không có đem ra ngoài phơi cô chú anh chị. Đúng là lâu cũng phải vệ sinh dưới đây nè cô chú anh chị, nó giống như nó đóng bụi trong đó đó. Xin chào bà cô chú ơi. Ở trong đó đá đâu có chạy được đâu con. Xin chào cô chú anh chị ơi, sáng nay bây giờ buổi trưa rồi mọi người chứ không phải là sáng nữa. Hả? You need to lock the door xuống đi. Giờ dẫn Chi với mấy đứa nhỏ đi công viên ha cô chú anh chị. Anh hai thì đã đi xem đá banh rồi cô chú anh chị, ông nội dẫn đi xem cái trận bóng ở sân bóng ha. Còn anh nhỏ thì ở đây. Giờ dẫn hai bạn này đi đi công viên rồi cô chú anh chị. Chi Chi không quẹo được hả? Quẹo qua đây nè con. Công viên này cuối tuần rất là đông luôn cô chú anh chị. Ở đây có khu vui chơi trẻ em nè. Có cái chỗ này rộng có thể chơi đá banh hả mọi người. Ở ngoài kia có cái hồ nước, có cái cầu nó rất là đẹp luôn. Có nhiều chim thiên nga với lại bồ câu gì đó mọi người. Ở đây có cái đây có quán cà phê nè cô chú anh chị. Cà phê kem này nọ đó. Ở bên này có cái hồ mà đây nè cô chú anh chị, cái hồ nước này có vịt quá chừng quịt vịt luôn ở bên kia kìa. Với lại mấy con thiên nga này là con ngỗng phải không cô chú anh chị? Thì cũng có nhiều cô chú anh chị để lại bình luận hỏi Kim là Kim đi làm chưa, hoặc là có cô chú thì hỏi Kim là Kim đi làm cái gì ở bên đây, Kim khi nào quay lại công việc. Thì những cái video trước Kim cũng có chia sẻ là Kim đi làm công việc gì ở đâu đó cô chú anh chị. Thì trước khi mình về Việt Nam á, là Kim có đi làm ở shop nail á mọi người. Thì nói về cái duyên mà để làm ở shop nail bên này, ngày xưa ở Việt Nam thì Kim không có làm nail ha. Khi mà qua bên này, khi mà Kim đi đăng ký học tiếng Anh á, thì Kim cũng gặp một cái bạn Việt Nam đến nó đăng ký học tiếng Anh cùng Kim. Thì cái bạn đó xong rồi xin Facebook á cô chú anh chị về nhắn tin á, xong rồi bạn ấy nói là bạn có một cái shop nail. Rồi Kim hỏi vậy Kim qua đó học nail làm nail được không, bạn nói là được. Nhưng mà sau đó thì Kim về nói chồng là Kim muốn đi làm á, nhưng mà ông xã Kim thì tại vì do lúc đó là Chi nó chưa có đi học chính thức cô chú anh chị, đi học trường tư á, một tuần có 3 ngày thôi. Nếu như mà Kim đi làm thì Kim đi làm chỉ được có một tuần 3 ngày hà, cuối tuần cũng không có được đi làm luôn. Do mình phải giữ con đó cô chú anh chị, với lại chồng Kim là đi công tác suốt mọi người cũng biết rồi đó, chỉ ở nhà cuối tuần thứ bảy chủ nhật thôi. Cho nên là anh muốn dành thời gian với vợ con đó mọi người. Tại vì ảnh đã đi cả tuần rồi mà Kim cuối tuần đi làm nữa thì hai vợ chồng sẽ không có thời gian cho nhau đó. Ảnh cũng khi mà Kim qua đó là ảnh nói là Kim không cần đi làm gì hết. Ảnh cũng không có muốn Kim đi làm, chỉ muốn Kim ở nhà chăm sóc con, chăm sóc gia đình thôi. Nhưng mà tại vì Kim muốn đi làm quá, Kim nói ảnh. Với lại ở nhà Kim cũng buồn đó, ở nhà hoài cũng bị stress đó mọi người. Cho nên là ảnh cũng chiều theo ý Kim là cho Kim đi làm. Thì Kim đi làm một tuần 3 ngày hả mọi người, một tuần 3 ngày, nhưng mà trong đó là do hồi năm ngoái Kim đi học tiếng Anh á là đi học hết nửa ngày rồi, tính ra là một tuần Kim làm có 2.5 ngày thôi cô chú anh chị. Đi làm đâu khoảng được 3-4 tháng gì đó, xong rồi Kim về Việt Nam. Thì Kim về Việt Nam ngay cái mùa hè luôn cô chú anh chị, mà mọi người biết rồi đó, cái mùa hè ở bên này á thì nghề nail mà
là làm được vào mùa hè và mùa Giáng sinh hả cô chú anh chị, mà Kim thì lại đi về ngay cái mùa hè nữa, đi về 5 tuần và trước khi về là cũng đã nghỉ một tuần rồi, do là Chi nó lịch học nó nghỉ đó cô chú anh chị, phải ở nhà giữ nó nữa. Xong rồi đi qua đây 2 tuần sau thì Chi nó mới đi học thì mình lại ở nhà với nó nữa. Có nghĩa là Kim nghỉ đến 9 tuần là cỡ 2 tháng đó cô chú anh chị, là tới lúc mà muốn đi làm cũng đã hết hè rồi. Mà trong cái mùa hè người ta đang cần thợ mà mình nghỉ đó, thì người ta cũng đã tuyển thợ mới á cô chú anh chị. Thì khi mà mình qua lại á thì đã hết chỗ rồi cô chú anh chị, không còn chỗ cho mình làm nữa. Tại vì cái tiệm cũng nhỏ đó, đã đủ thợ rồi, người ta không cần thợ. Với lại cái mùa này nè cũng vắng khách đó cô chú anh chị, cho nên là người ta không muốn nhận thêm nữa ha. Bây giờ nếu mà đi làm thì Kim cũng làm tới khoảng 2 giờ là Kim về rồi mọi người. Giống như là mình làm từ 9 giờ rưỡi đến 2 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi một ngày, khoảng 5 tiếng thôi đó cô chú anh chị. Tại vì Chi nó học đến 3 giờ 15 là phải đón Chi rồi ha, cho nên là phải về trước đó. Mà Kim thì đi xe bus nữa, phải đón xe bus mà phải trừ hao, nhiều khi xe bus nó bị trễ đó cô chú anh chị. Với lại mình không có làm cuối tuần nữa đó, kiếm việc cũng hơi khó. Mình chỉ có làm được những cái công việc giống như là làm trong cái giờ mà con đi học đó, giống như là làm part time hết cô chú anh chị, chứ không có làm full time được. Con mở được không? Ok rồi, mở đi. Chơi xong rồi cô chú anh chị, bây giờ sẽ đi đến một cái quán ăn thôi mọi người. Thì hôm nay có một cái trận đấu đó, đến đó ba chị sẽ đến xem đá banh. Mấy cái nhà ở đây to quá, chừng hơn đây là big house ấy lúc. That's two houses. Two houses, okay. Yeah. That one's one house. Sometimes it's a bit misleading. They look, yeah, they look like two, but they're one, but they're actually two. Mấy cái nhà ở gần công viên này thích quá cô chú anh chị. Sáng sáng chiều chiều vậy đó, đi ra công viên đi dạo hả mọi người. Cái nhà hàng này cũng gần nhà Kim hết cô chú anh chị. Đây là cái trên đường mình đi đưa Chi đi học luôn đó mọi người. Và đi ngang cái quán này nè. Cái quán này cứ cuối tuần là ba Chi sẽ đến đây xem đá banh ha. Nhưng mà Kim không có bao giờ mà xem đá banh hết trơn. Hôm nay là lần đầu tiên Kim đi chung với ba của Chi đi đến đây xem đá banh. Sẵn một chút ăn tối trong đây luôn hả mọi người. Thank you. Ngồi ở đây đã rồi, hồi nãy giờ cả tiếng rồi cô chú anh chị, tới giờ đá banh nhưng mà không có. Xong rồi mấy hỏi những người ở đây nè, người ta nói là ở đây không có cái kênh đá banh cô chú anh chị. Thôi bây giờ đi về luôn mọi người. Đi về nhà mình nấu đồ ăn tối ha cô chú anh chị. Vì sao ăn ở nhà thì vẫn là đỡ tốn tiền mà có nhiều rau củ nè, sẽ healthy hơn hả mọi người.